Ok, em gửi bác khách ở Mộc Châu, Sơn La nhá. Test cho bác một cái bộ karaoke đầy đủ theo yêu cầu của bác. Đó là gì? Con âm ly là em đã thay con âm ly đợt trước là nó không có màn hình. Còn đây em nâng cấp với con âm ly này là có thêm cái màn hình để hiển thị cho bác biết là đang dùng chức năng gì. Ví dụ chức năng live là chức năng điện thoại vào, máy tính, tivi, điện thoại vào. Rồi chức năng USB thì mình có cái chỗ chuyển đổi mode để chế độ này. Và con này còn tích hợp thêm cho bác cái điều khiển từ xa. Bác đặt cái âm ly này lên lên xe rồi thì bác ngồi đầu chỗ lái, bác bấm chế độ chuyển chế độ đây cũng được. Đỡ phải trèo lên bấm. Này là thêm cái điều khiển từ xa. Đấy, chế độ đây, USB thẻ nhớ đây và Bluetooth đây. Hai đường lỗ cắm mic vào. Đầy đủ, volume tổng, bass, chép, echo của mic, rồi volume của mic. Hỗ trợ ra loa rất thoải mái và hai đường vào tín hiệu AUX. Đặc biệt em này là cung cấp cho bác đầy đủ nguồn 12V hoặc là nguồn 24V. Đấy. Và có FM. FM thì đây. Cái dây anten FM bác có thể về nối dài ra theo theo xe cũng được, còn cắm cái dây này vào cổng FM này là bắt được radio luôn. Đấy, bác nhá. Tiện thể review cho bác khách ở Mộc Châu Sơn La thì em cũng giới thiệu con âm ly bên em. Là một con âm ly hát karaoke rất là ok, ngon bổ rẻ. Quan trọng là ngon bổ rẻ mà hát ổn. Đấy, và một đôi mic không dây em cũng làm sẵn cho bác đây rồi, kết hợp setup cho bác sẵn, bác chỉ việc cắm mic vào. Đây này. Cắm mic vào đây, hai lỗ thì bác cắm cái mic không dây này vào là cho nó gọn. Rồi bật mic lên là alo thôi. Đây. Này. Alo 1 2 1 2. Bây giờ tăng mic lên đây. Chỗ tăng mic đây. Alo 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Đấy. Cơ bản là không hú hí gì, nếu bác ở trong một không gian rộng nữa thì thoải mái luôn. Em dơ ngay ngay trước loa như thế này mà không hú hí là cơ bản là nó cũng rất là ok rồi. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ em sẽ mở một cái bài karaoke nhá. Đây, em hát thử cái bài Riêng một góc trời. Riêng một góc trời đi. Riêng một góc trời thử xem. 10 năm tình cũ cũng được, nhưng mà thôi em hát bài Riêng một góc trời này để anh em xem nghe thử nhá. Anh em nào có nhu cầu âm ly này, loa karaoke và nghe nhạc rất là xịn sò luôn. Một đôi bầu hàng chuẩn loại một luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đây kích thước thì em đo cho bác luôn nhá. Cái chiều này bác đặt nằm vào gầm ghế thì nó cũng chỉ rơi vào hơn 26 phân ở đây đây. Đó, gần 27 phân. Gần 27 phân bác nhá. Đấy cho nên thoải mái. Chứ lúc đầu em bảo 28 chẳng qua là bảo ước lượng thôi. Chứ chính xác nó chỉ 27, bác bỏ dưới gầm ghế của bác thì bác nếu mà bác bí quá thì bác kê cột ốc một phân lên thì vẫn nhét gầm ghế vô tư. Đấy chiều cao này. Đấy, còn e căng đây. E căng bạn có thể đặt vào xe thì bạn bịt e căng này lại để anh để khách khứa khỏi đạp vào loa. Đấy, ok. Rất ok luôn. Rồi bây giờ em hướng dẫn rồi, bây giờ em tăng volume lên để hát thử nha. Tăng chép lên thì nghe cho phê này. Đó. Alo 1 2. Còn nắng ấm thay lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Đấy em đang hát qua điện thoại. Còn Bluetooth đây. Bluetooth thì để em tắt mic em Bluetooth nha. Rút rút jack ra này. Ok này, bật mode chế độ Bluetooth này. Bluetooth này có chữ Blue này. Rồi giảm tiếng tí, rồi. Kết nối Bluetooth vào cài đặt này của điện thoại này, chọn Bluetooth này,
chọn tên Bluetooth của cái đầu karaoke này này. BT này. Đấy, có chữ BT bác nha, BT này. Rồi, bây giờ thì em không cần dây nữa, em lại hát karaoke bình thường. Đó, em tăng tiếng lên. Vì đây là tiếng Bluetooth mà, mình phải tăng tiếng lên. Bắt chép đây. Đó. Đây là Bluetooth. Alo 1 2. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay. Đấy, ok thôi, hát demo thôi. Nhớ chiều tiếp. Đặt. Đấy, Bluetooth xong nhá. USB thì cũng tương tự thôi, mình cắm USB vào. Cắm USB vào. Đấy, nó sẽ tự động. Để anh em đam mê audio cả nước, chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến với kênh Sơn Loa Audio, anh em được chia sẻ nhiều đồ chơi về đầu CD ô tô, loa toàn giải, âm ly đèn và các thùng loa bình dân đến cao cấp. Hãy liên hệ hotline 0988 434 435 để được gặp trực tiếp Sơn Loa. Đây, em giảm tiếng này. Đấy, bạn nghe đây. Tăng tiếng này. Làm cả điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Bài khác. Đây. Mic không dây, một đôi USB. Tôi vẫn cố EQ này, hiệu ứng âm thanh bằng nhá, EQ này. À. E3 này, E4 này, E5 này, tiếng chép nhiều hơn này, E6 này, E1 là bass nhiều.
111 tôi đó. 10 năm rồi. Bấm bài bạc tròn bài từ 3250 bài bậc bấm số này là xong. Ví dụ nha, em bấm bài 2000. À, hoặc là bài 500 thì bạc chỉ cần ấn số. Đó, rất nhiều loại nhạc. Đây này em bấm này, 555. À, là bài thứ 555 trong cái USB này. Đó. À, có cái điều khiển này rất hay bác nhá. Không cần phải đứng lên bấm cho trên này nữa. Nhất là bác để âm ly vào trong xe rồi, cho nên rất mỗi lần trèo leo khó thì bác bấm cái này là hợp lý. Đấy. Next tiếp. Đấy là được thể loại nhạc test rồi. Chọn 666. Ồ, 666, bài 666. Vừa nghe vừa hát. Nghe thương quá rồi. À, chưa cắm mic vào. Cắm mic vào là vẫn hát được. Hát trộn với ca sĩ. Giá rời cánh bay theo phương trời. Em giờ đây như cành hoa cho ta tới. Đây là hát trộn với ca sĩ. Rồi nghịch. Đó, tắt anh em nhá. Bao giờ tắt này, mốt là chuyển chế độ này, quay lại này, chọn số bài theo thứ tự mình muốn bấm số nào thì chọn này, tăng tiếng giảm tiếng này, chuyển bài này, tăng bài này, tạm dừng này, đầy đủ bác nhá. Đó. Còn đây là dùng pin sạc bác này. Một viên pin sạc bên trong này. Hết thì bác sạc bác, thực ra cái này nó lâu hết lắm. Đây, cắm sạc như kiểu sạc điện thoại thôi. Này, đó đây là pin sạc, cái cục thu phát này là pin sạc rồi. Đấy, còn pin trong này là pin tiểu thì cũng hát có lẽ phải hát nửa tháng mới hết cái cặp pin nếu mà bác dùng pin xịn. Pin tiểu xịn ấy, còn pin đừng có dùng mấy cái pin rẻ tiền 5.000 một vỉ ấy thì đừng có dùng, chảy nước ra thì mệt ra. Đấy. À con USB anh em nó có nhu cầu USB thì triển khai cho em nhá. Rất nhiều USB 350.000 một cái. Đấy. Còn anh em nào có nhu cầu mua âm ly, em cũng có triển khai cung cấp cho cả anh em âm ly. Đấy, còn loa thì tuyệt vời rồi, loa Bose loại 1. Thì không phải nói rồi, ngon bổ rẻ mà nghe ổn. Đấy bây giờ em bật lên này. Đó, lại tiếp tục nghe lại karaoke thôi. Ok, rất chi tiết cho bác rồi nhá. Có bằng chữ tiếng Anh này, chuyển đổi chế độ này. Trên này có chữ mode này, mất điều khiển thì bác vẫn next bài đây rồi này. Đó, mất điều khiển bác vẫn ấn ở đây được bình thường. Chuyển chế độ đấy. USB cắm đấy, đầy đủ. Mic 1, mic 2 đấy.
39599. Đấy. Đây là nhạc nước ngoài. 222. Đấy. 2222 bài là bật bài thứ 22222. To tiếng lên tí. Đây. Lòng anh buồn biết mấy, được tin em lấy chân chắc người từng đổ ấy còn bát chém. Giờ em đi lấy chồng quá hay, còn đâu mà trông ngó đẹp biến em với chồng xây cuộc đời đầm rồi. Xong bác nhá. Ok cho bác.